Chào anh em, bữa nay mình với mấy anh em ở Gò Vấp cũng đi test cám Quỳnh Khoa tiếp. Thì mình sẽ trình bày với anh em một cái cách mà chúng ta sử dụng Quỳnh Khoa, chúng ta đánh cám nổi mọi người ha. Thì để làm cám nổi á, anh em chuẩn bị cho mình cám Quỳnh Khoa hoặc là những cái loại cám nào chuyên câu cá tra dạng bột mọi người nha. Nếu tiết kiệm hơn anh em có thể sử dụng mấy loại Hà Lan 680 mà loại xay ha, hoặc là cám tanh nhẹ, tanh nặng gì cũng được. Và một thành phần không thể thiếu đó chính là cám viên. Thì cái loại cám viên này là cám Hà Lan 10 ly, 8 ly gì đó, tùy anh em mua được loại nào chúng ta sử dụng loại đó ha. Câu trong hồ á anh em, do đặc tính của cá là thứ nhất là nếu mà cái đáy hồ nó dơ, nó lên mặt nó ụt nhiều thì anh em có thể sử dụng cám nổi ha. Cái vấn đề thứ hai á chính là đánh lừa tập tính của con cá trong hồ. Vì anh em biết là cá trong hồ nó giống như là cá được huấn luyện vậy mọi người. Mà mình sẽ ăn gian nó một chút bằng cách đó là thường thường á, cái cám mà người ta cho cá nó ăn trong hồ á, người ta sử dụng cám này nè, người ta tương nguyên bao xuống thì là nổi lên phền liều phiều như là cái cục đó đó. Thì là anh em biết là tập tính cá là nó cứ lên nó hớp thì là nó nổ trúng cục mồi của chúng ta thôi. Thì đây là một cái phương án mà chúng ta trị mấy con cá nhát ở trong hồ cũng khá là hiệu quả mọi người ha. Còn nếu mà câu xong thì sao? Thì câu xong thì bữa nay mình cũng sẽ thí nghiệm với cái bài cám nổi này luôn. Thì nếu mà xong trong điều kiện là nước nó gọi là chảy từ yếu tới nước đứng, thì là nếu mà cái đáy của chúng ta bùng đất nhiều quá, nếu anh em đánh cám bình thường thì nó có thể là bị bùng đất này nọ, nó chảy qua chảy lại, nó lấp mất cục mồi ha. Thì cái việc sử dụng cám nổi này sẽ làm cho cục mồi của chúng ta nó lơ lửng khỏi cái đáy bùng mọi người ha. Thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ cá ăn mồi hơn đó. Nó cũng rất là tiện trong trường hợp anh em lên phao nha. Thì để trộn cám nổi thì anh em cứ đơn giản là trộn nhão nhão cho mình ha. Nước bình thường thôi, anh em vô cám Quỳnh Khoa nhão nhão cho mình. Cứ nhão đi không sao hết mọi người nhé. Đó, bắt đầu nó nhão rồi mọi người. Rồi tầm này là vừa anh em ha. Tại vì cái cám viên này á, mình không có ngâm nước trước, cho nên là mình sẽ, đây là cám khô anh em ha, lắc nghe lọc cọc nha. Thì là mình sẽ để này nó nhão nhão một tí để mình vô cái cám này nó sẽ hút nước luôn anh em ha. Mọi người muốn cám nó nổi nhiều thì anh em vô nhiều, đơn giản vậy thôi nha. Trộn đều ha. Thao nước cái bên là để hồi mình thí nghiệm cái độ nổi coi nó ok chưa mọi người ha. Cái cám khô này nó hút nước dữ lắm nha anh em. Nếu mà anh em quýnh cám ở ngoài sông á, anh em có thể sử dụng là cái cám viên á, anh em ngâm nước xong rồi anh em lấy ra liền rồi bỏ bịch ủ ha. Thì viên cám nó sẽ rút nước vô và nó sẽ dẻo, anh em móc vào trong lưỡi câu, anh em đi câu sông cũng được. Thì cái bài đó là mình cũng có hướng dẫn anh em ở một cái clip riêng rồi ha. Thì đó là bài cám sâu. Thì câu sông tự nhiên này nọ nó cũng ok, khá là hiệu quả, mình có lên được mấy con tra ví dụ đếm á. Anh em có gì xem lại clip cách câu cám sâu ha. Còn trong clip này mình sẽ hướng dẫn chủ yếu anh em đó là câu cám nổi nha. Nổi liều phiều mọi người. Anh em muốn nổi nhiều á thì anh em vô cám viên nhiều ha. Cái độ nổi của nó sẽ phụ thuộc vô cái tỷ lệ cám viên. Thật ra không có gì cao siêu, cũng không có gì phải gọi là theo một cái công thức cố định đâu. Mình gọi là làm theo cái cảm quan thôi mọi người ha. Rồi anh em ngâm chờ cám nở nha. Thì những cái viên cám viên á, nó hút nước rất là ghê anh em ha. Tí nữa nó nở xong thì mình sẽ bóp thử màu rồi mình bỏ vô thau nước coi coi nó có nổi chưa anh em ha. Một cục cám bình thường nguyên bản để mình bóc một miếng cám bình thường nè, thì tất nhiên quăng vô nước nó sẽ chìm mọi người ha. Bụm, anh thấy không? Chìm mất tiêu ha. Rồi anh em đợi tí, mình đợi nó nở xong cái bắt đầu mình nhồi cám nha. Rồi ngâm được vài phút cho cái cả cám bột lẫn cám viên nó cũng có một cái độ nở tương ứng thì anh em tiến hành nhồi ha. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu mình lấy cái xô nước ra mình thí nghiệm thử coi là nó đã nổi chưa, cái độ nổi của nó ok chưa anh em ha. Nếu đã bắt đầu lơ lửng trên mặt nước rồi á thì là coi như thành công. Anh em đừng có sợ chuyện là nếu quýnh mày ngoài sông này nọ nó tan rã anh em. Thật sự mồi nó phải tơi tơi dẻo dẻo, nó phải xốp, nó phải có độ tơi, độ bung thì mới hút cá mọi người ha. Chứ mà trộn cứng ngắc cứng còng như cục sình đó thật sự là không có ra mùi, nó sẽ rất là chậm hút cá anh em nha. Rồi tiếp theo đó, anh em cũng đừng sợ là cám nó nổi quá. Thật sự thì nó cái độ nổi này mình còn chưa có tính đến cái trọng lượng khối lượng của cái lưỡi câu chùm nho chúng ta ha, nó cũng có một cái trọng lượng nhất định, cho nên là anh em cứ làm cho nó nổi lờ đờ mặt nước đi, móc chùm nho vô là nó lơ lửng là vừa mọi người ha. Giờ mình thử bóp thêm cục trộn vô ha. Nếu nó chưa nổi thì mình sẽ muốn tăng độ nổi thì anh em có thể vô thêm cám viên. Không còn chơi phao, chơi phao là chuyện bình thường. không treo phao nó nổi mới hay. Treo phao cần gì làm cắm nổi nè, anh em ha, bóp thử ha, dục vô nước. Nếu nó chưa nổi thì mình sẽ tăng thêm mọi người ha. Lên con, lên con, nước nó hơi đục đó nè, thấy chưa đó anh em, thấy không, nổi liều phiều ha. Đơn giản vậy thôi mọi người. Lên con. Đó. Ok chưa anh em? Giống cái cục gì thì anh em biết rồi á. Do quay video không có tiện nói những từ nhạy cảm đó ra, cho nên anh em mình tự hiểu với nhau ha. Thì nói chung là mình rất là ấn tượng với anh em nào mà phát hiện ra cái tuyệt chiêu đánh lừa mấy con cá trong hồ. Thật sự thì cái bài này câu hồ nó sẽ hiệu quả hơn mọi người ha. Tại vì là theo tập tính cá trong hồ thôi, cứ tới giờ cho ăn nó sẽ lên mặt nước, nó đi tìm mồi, nó ngóp. Thì bản chất người ta cho nó ăn bằng cám viên mà, cho nên là nó cứ thấy nó nổi trên mặt nước là nó chụp ha. Thì cái cục này nó sẽ đánh lừa con cá khá là tốt mọi người nha. Anh em thấy không, nổi tới đâu luôn á. Ok mọi người ha, thì chúc anh em đi câu thành công nha.